Chào tất cả các bạn đến với giáo trình guitar cấp tốc. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để các bạn luôn theo đuổi đam mê với cây guitar này nha các bạn. Các bạn cố gắng lên là các bạn sẽ thành công thôi ha. Rồi là đến hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách đàn điệu bolero căn bản ha. Rồi các bạn nhìn trên màn hình ha, đó là cách đàn điệu bolero. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn đàn như thế nào để ra cái điệu bolero ha. Bolero thì rất là nhiều kiểu đàn nha các bạn, nhưng trước hết các bạn tập kiểu đàn căn bản này trước, tại vì sau này các bạn sẽ dựa vào kiểu đàn căn bản này, các bạn biến tấu ra, các bạn feel ra nhiều cái dạng khác nữa. Thì các bạn thấy rất là nhiều anh em chơi đàn, mỗi người lại đàn mỗi kiểu, rất là nhiều kiểu đàn cũng bolero nhưng mà khá là nhiều kiểu đàn khác nhau nha các bạn. Nhưng mà kiểu nào đi nữa thì cũng phải dựa vào cái bolero căn bản này mà biến tấu ra thôi ha. Rồi thì nó sẽ đàn như thế này. Các bạn thấy ha, bum tăng 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 chát, bum chát bum chát đó. Các bạn đàn ra vậy là ra bolero. Rồi thì trước hết thì mình sẽ chia sẻ các bạn đàn bằng cái bít trước, phần sau mình sẽ chia sẻ các bạn, những bạn nào đàn bằng móc tay thì mình chia sẻ phần sau ha. Thì nói chung mình chia sẻ vừa bít vừa móc tay luôn để bạn nào cũng có thể tập được ha. Nhưng mình nói thường nói các bạn là cố gắng chưa biết đàn bít cũng phải tập đàn bít, chưa biết móc tay cũng phải móc tay nha các bạn, tại vì sau này các bạn áp dụng thì có lúc các bạn sử dụng móc tay hay hơn, có khi các bạn sử dụng bít nó sẽ hay hơn, tùy theo bài, tùy theo thể loại nhạc đó nha các bạn. Rồi bolero sẽ đàn như thế này. Bolero sẽ nằm ở nhịp 4/4 nha các bạn. Rồi thì vừa rồi các bạn cứ bấm trên cái âm la thứ này trước đi ha. Rồi thì trước hết như mình nói các bạn ở những clip trước, thì trước hết các bạn cứ đàn trên tông la thứ trước đi đã ha. Và đàn điệu bolero thì các bạn cũng bấm la thứ trước đi, từ từ tới những hợp âm kia sau. Cứ bấm la thứ các bạn sẽ đàn bum là các bạn đàn như năm ha. Đó. Rồi tăng 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 là các bạn kéo xuống bum nè, đàn như năm. Rồi tăng 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 là kéo xuống dây 4, dây 3, dây 2. Đúng ra tăng 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 là các bạn phải đàn dây 3, dây 2, dây 1 nè. Nhưng mà các bạn bỏ dây 4, các bạn mới, các bạn nhiều khi các bạn nhảy dây từ dây 5 nhảy qua dây 3 bỏ dây 4 thì các bạn nhiều khi các bạn sẽ rất khó khăn ha. Cho nên đàn bum là đàn dây 5. Xong, đàn luôn dây 4, dây 3, dây 2 thì nó sẽ ra tăng tăng tăng. Không nhất thiết phải đàn dây 3, dây 2, dây 1 chi cho khó khăn ha. Rồi sau này các bạn quen tay rồi các bạn có thể đàn 3-2-1, không đàn 4-3-2 nữa mà đàn 3-2-1 ha. Rồi như vậy là các bạn sẽ dễ tập nhất. Đàn dây 5 xong, rồi đàn dây tiếp theo luôn 4-3-2, nó tức nó sẽ ra bum tăng 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 vậy ha. Các bạn đọc bum, đọc bùm gì cũng được, bum hoặc bùm gì cũng được. Rồi tăng 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 ha. Rồi chát chát này cái bài trước mình đã chia sẻ các bạn rồi ha, không nhắc lại đỡ mất thời gian những bạn nào đã xem những clip trước của mình. Cho nên mình nói trong giáo trình này là các bạn sẽ xem từ những bài đầu cho tới những bài sau thì các bạn mới nắm được ha. Tại vì mình không nhắc lại, tại vì một số bạn đã xem bài đầu rồi thì các bạn đã biết cách rồi, mình nhắc lại nữa thì sẽ mất thời gian của những bạn đó nha các bạn. Bạn nào chưa xem có thể trở lại những bài trước các bạn xem nha. Chát đó, cách chát mình nói ở clip trước rồi nha. Chát rồi bum bum là các bạn đang dây 4. Rồi tiếp tục chát bùm là đàn dây 6. Rồi tiếp tục chát là hết nhịp bolero, hết, quay lại từ đầu là đàn cái bùm mà từ đầu á, bùm đó vậy đó. Rồi tăng 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 4-3-2. Rồi chát 4 chát 6 chát 5 ha. Rồi chát 5 là quay lại cái bum từ đầu á, bum xong thì các bạn cũng cứ 4-3-2 là tăng tăng tăng, xong rồi cũng chát 4 chát 6 chát hết, cứ quay lại từ đầu bum tăng 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 chát 4 chát 6 chát 5 4-3-2 chát 4 chát 6 chát 5 4-3-2 chát 4 6 chát ha. Rồi cứ thấy các bạn làm hoài, làm cho nó quen tay ha. Mới thì các bạn cứ tập chậm chậm và đàn cho nó đúng dây ha. Sau này các bạn đàn đôi lúc các bạn feel là nhiều khi dây các bạn cũng không cần phải chính xác gì bass, nhưng mà các bạn đàn nó vẫn ra vẫn khớp với câu hát thôi ha. Nhưng mà mình nói thì sau này feel hay biến tấu cái gì đi nữa thì cũng phải dựa vào cái căn bản này mà các bạn biến tấu ra thôi ha. Rồi nên cho nên các bạn tập cho kỹ để đàn được cái căn bản này nha. Rồi chút xíu nữa mình sẽ phân sơ cái phách cho để những bạn nào cần tìm hiểu phách, tại vì đây là giáo trình guitar cấp tốc cho nên là rất là nhiều bạn không có cần phách nhịp gì cả, chỉ cần biết ở bolero đàn sao.
vậy. Rất là nhiều bạn chỉ cần ở đàn được như vậy là được ha, không cần phải biết nó là nhịp mấy và cũng không cần phải biết phách nào ngay chỗ nào ha, nhưng vẫn có trong đó vẫn có một số bạn là cần biết cái phách, cho nên là mình cũng sẽ nói chút xíu, mình sẽ nói sơ về phần phách cho những bạn nào cần tìm hiểu phần phách ha. Rồi, tức là giáo trình ghi tóc tóc thì các bạn như mình nói không cần phải tìm hiểu quá nhiều về lý thuyết, để làm sao các bạn đàn được trước đi đã, rồi trong quá trình các bạn chơi á thì lúc đó các bạn vừa chơi vừa tập thêm ha, là từ từ các bạn cũng sẽ biết hết, như thế nó sẽ rút ngắn thời gian của các bạn lại ha. Chứ các bạn tập mà nhiều lý thuyết quá nữa mà sẽ mất rất nhiều thời gian dài năm nhưng mà chưa đàn được gì cả, đó là nó sẽ mất thời gian của các bạn ha. Rồi trước hết tập boro căn bản này đi đã, để đàn để hát thỏa đam mê đi đã, để được thích thú đó. Khi các bạn đàn được một điệu boro thì nói chung không cần hay, đơn giản thôi, nhưng mà áp dụng được một số bài các bạn buồn buồn các bạn đàn hát các bạn cũng cảm thấy thích thú và hưng phấn rồi ha. Nó sẽ tạo cảm giác cho các bạn đỡ nhàm chán và đỡ nản khi các bạn tập đàn, tập thêm những nhiều thứ khác nữa ha. Rồi lại cách đàn bolero thì các bạn cứ tập mới như mình nói, từ chậm tới nhanh ha, cứ hết cứ bấm một lá thứ này đàn cho mình cho nó quen, quen cái dây nào ha. Rồi bấm lá thứ đàn nè, 5 4 3 2 jack, 4 jack, 6 jack, hết, quay lại từ đầu, 5 4 3 2 jack, 4 jack, 6 jack, rồi quay lại từ đầu, cứ thế các bạn làm hoài ha. Là để mình phân cái phách cho các bạn nè, vừa vô cái bum đó các bạn đàn cái bum này nè, là phách thứ nhất là 1 nè, 4 3 2 là tăng 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 á, là phách thứ hai, vừa hết 4 3 2 là vừa hết phách 2 ha. Rồi jack bum jack 3 đó là phách thứ ba, jack bum là hết, là phách thứ tư, là hết 4 phách rồi ha. Thì như mình nói nhịp 4-4 nó sẽ có 4 phách, bầm là hết rồi nè, rồi thêm cái chát nữa. Nhưng cái chát này là lúc các bạn dở chân lên đó ha. Rồi khi các bạn tập nhịp á thì như dấu ví dụ như cái chân các bạn nè, các bạn dập nè, đạp xuống nè, 1 2 3 4 thì nó tương đương, nó tương ứng với là bùm tăng 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 chát bùm chát bùm chát đó, các bạn thấy 4 phách ha, 1 2 3 4, hoặc là các bạn đọc 1 và 2 và 3 và 4 và, là hết cái nhịp boro đó. Tới và này rồi các bạn quay lại từ đầu, 1 và 2 và 3 và 4 và, 1 và 2 và 3 và 4 và, bùm tăng 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 chát bùm chát bùm chát bùm tăng 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 chát bùm chát bùm chát bùm tăng 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 chát bùm chát bùm chát, 1 và 2 và 3 và 4 và đó, cái như thế các bạn làm hoài ha. Rồi đó là cái phách. Thì như vậy áp dụng vô đàn thì các bạn cũng đọc 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 nó vậy ha. Cái gì hết các bạn làm hoài cứ hết tới 4 quay lại từ đầu, cái gì quay lại từ đầu ha. Đó thì cái dòng các bạn nhìn cho cái dòng đó, nếu bạn nào cần phân phách thì mình phân phách như vậy, thì các bạn dựa vào cái phách đó hay các bạn đàn. Còn những bạn không cần phân phách thì thì cứ dựa vào cái đó, làm sao các bạn đàn ra giống như các bạn đọc là được, giống như khẩu quyết vậy ha. Các bạn đọc bum tằng tăng tắng chắc bum chắc bum chắc bum tằng tăng tắng chắc bum chắc bum chắc, các bạn đọc như vậy và đàn ra giống như các bạn đọc là các bạn đã đàn ra được cái điệu bolero rồi ha. Các bạn đọc như thế nào các bạn đàn ra như vậy, nói các bạn đọc bum tằng tăng tắng chắc bum chắc bum chắc bum tằng tăng tắng chắc bum chắc bum chắc bum tằng tăng tắng chắc bum chắc bum chắc bum tằng tăng tắng chắc bum chắc bum chắc bum tằng tăng tắng chắc bum chắc bum chắc, cứ thấy các bạn đàn hết tới chát cuối cùng rồi quay lại từ đầu, cứ bum rồi tăng 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 chát bum chát bum chát hết, quay lại từ đầu bum cứ hết đàng hoài ha. Các bạn đọc như vậy và đàn như vậy, bum tăng 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 chát bum chát bum chát bum tăng 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 chát bum chát bum chát, là các bạn cũng đàn như vậy, tăng 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 chát bum chát bum chát bum tăng 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 chát bum chát bum chát bum tăng 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 chát bum chát bum chát, cứ vậy ha. Cái bum này cái đầu tiên là bum tăng 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 chát bum chát bum chát bum tăng 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 chát bum chát bum chát, rồi cứ hết quay lại, cứ hết quay lại, hết quay lại là như vậy làm hoài ha. Đó rồi
nó khạc khạc quá. Là Boro các bạn đọc như vậy và các bạn đàn theo như vậy là ra Boro. Còn đàn nhanh đàn chậm thì tùy mỗi bạn, ví dụ Boro cũng tùy người nha các bạn. Có người thích nhanh, cách đàn là như vậy, dựa vào Boro căn bản này, cách đàn là như vậy. Nhưng có người thích đàn nhanh, có người thích đàn chậm. Ví dụ có người thích đàn rất là chậm. Ví dụ vậy ha. Rồi có người thì không thích chậm, người ta thích nhanh, cũng đàn như vậy thôi ha. Nói chung nhanh chậm thì không quan trọng, quan trọng là theo sở thích các bạn thích nhanh các bạn cứ đàn nhanh, thích chậm cứ đàn chậm ha. Và cách đàn là y chang như vậy, bum tằng tăng tắng chát, bum chát bum chát, bum tằng tăng tắng chát, bum chát bum chát. Các bạn cứ đọc như vậy ha. Lúc các bạn không cầm cây đàn á thì các bạn làm việc gì đó thì các bạn cứ đọc thầm trong miệng vậy đó, để các bạn quen, y như là khẩu quyết, quen cái kiểu đàn như vậy, các bạn đọc như vậy, cái tiết tấu của nó là như vậy, đọc cho nó quen. Rồi khi mà cầm cái đàn lên là các bạn thuộc rồi, thuộc cái câu đó rồi, là các bạn cứ đàn theo thôi ha. Bum tằng tằng tắng chát, bum chát bum chát, bum tằng tằng tắng chát, bum chát bum chát ha. Bum tằng tằng tắng và chát như thế nào lúc nãy mình chia sẻ các bạn rồi ha. Đó, cái chát thì như mình nói các bạn, để chát mà dây không vang, các bạn không biết, các bạn chát dây nó vang nó dở lắm ha. Đó, bum tằng tằng tắng chát. Đó, các bạn không biết cách các bạn chát, các bạn đàn vậy các bạn nghe không ra Boro, nó vang nó dở lắm. Thì để xử lý cái đó thì các bạn xem cái bài trước của mình ha. Bài trước mình đã chia sẻ cái bài ở clip vừa rồi á, thì mình chia sẻ các bạn cách các bạn xử lý cái tiếng chát này để làm sao cho nó không vang nó hay á ha. Đó, còn bạn không biết thì các bạn chát nó vang nó dở lắm nha. Rồi những cái đó mình không nhắc lại cách đàn nha, bạn cứ xem clip vừa rồi là các bạn biết cách xử lý để ra tiếng chát cho nó hay ha. Rồi với la thứ vừa rồi thì các bạn bấm như vậy, các bạn đàn như vậy sẽ ra Bolero ha. Rồi với đô trưởng thì mới thì nói chung thì theo giáo trình này mới thì có thể là các bạn tập đàn cho xong điệu Boro này đi đã, và đơn giản ba âm la rê với mi thôi ha. Rồi nhưng mà cũng phải tập thêm những cái đô pha và son luôn, sáu âm một bài hát, các bạn đàn sáu âm là được rồi ha. Với những bài hát thông thường trên tông thứ thông thường thì các bạn đàn la thứ và sáu âm đó thôi, không cần âm nào khác hết ha. Còn có một số bài nó qua trưởng thì sẽ thêm những âm khác nữa, tới đó các bạn sẽ tập ha. Trước hết thì và sau khi bạn đàn được điệu Boro này rồi thì mình sẽ cho các bạn một bài các bạn áp dụng thử ha, và đơn giản ba hợp âm thôi, la rê mi ha. Tối thiểu phải ba hợp âm các bạn đàn một bài hát ha, tối thiểu nha các bạn, chứ mà hở hai hợp âm là các bạn đàn không thể được, nó dở lắm. Ba hợp âm là tạm được, nghe tạm được. Rồi hay chút xíu nữa là bốn hợp âm, hay nữa sử dụng năm âm, và hay nữa sử dụng sáu âm luôn, muốn hay hơn nữa bảy hợp âm luôn, ví dụ vậy đó ha. Nhưng mà trước hết thường như chơi thông thường các bạn chưa ăn nhậu thì nói chung là sáu hợp âm là quá nhiều rồi, quá đủ rồi. Có bài các bạn đang ăn nhậu mà các bạn sử dụng có bốn hợp âm thôi, không cần sáu hợp âm đâu ha. Rồi thì tới đâu mình sẽ chia sẻ các bạn tới đó, tập bài nào trúng hợp âm nào thì mình sẽ chia sẻ ha. Trước hết các bạn đàn Boro này cho mình, rồi để mình nói hết sáu âm này luôn, để sau này khi gặp những bài đó thì các bạn cũng biết cách áp dụng ha, sau đó mình không, sau này mình không nhắc lại. Rồi với la thứ là các bạn đàn cái kiểu vừa rồi với la thứ. Rồi bây giờ bắt cặp các bạn đàn sẽ dễ với đô trưởng luôn. Từ la thứ rồi các bạn bấm qua đô trưởng. Thế la thứ nè. Rồi nhảy ngón áp út qua dây 5 O3. Đang bấm la thứ vậy ha. Hai ngón kia vẫn giữ, ngón trỏ ngón giữa vẫn giữ. Nhảy ngón áp út qua dây 5 O3, rồi nó sẽ ra đô trưởng. Thì những clip ở clip trước mình sẽ chỉ cho các bạn cách đàn đô trưởng rồi ha. Thì đây là đô trưởng. Rồi thì với đô trưởng các bạn cũng đàn giống như la thứ vừa rồi. Bum tằng tằng tắng chát, bum chát bum chát, thì bum cũng là dây năm ha. Năm rồi tằng tằng tắng thì cũng kéo xuống luôn, 4 3 2 ha. Rồi chát, rồi bum, bum cũng đàn dây 3. Rồi chát, bum, bum các bạn cũng đàn dây 6. Rồi chát, bum, bum là đàn dây 5. La thứ đô trưởng đàn giống nhau nha các bạn. Đó, lúc nãy la thứ bạn đàn thế nào, bây giờ đô trưởng cũng đàn y chang vậy ha. Rồi đó, như vậy là sẽ dễ cho các bạn nhất. Thì tổng cộng 6 âm các bạn bắt cặp, mỗi một kiểu đàn thì hai hợp âm đàn giống nhau, cái dây bass như nhau ha. Rồi đô trưởng thì đàn giống như la thứ. La thứ nè, 5 4 3 2 chát, 4 chát, 6 chát, 5. Rồi đô trưởng cũng vậy, 5 4 3 2 chát, 4 chát, 6 chát, 5 ha. Rồi rồi tới rê thứ và pha trưởng, bắt cặp hai này kiểu đàn như nhau. Rồi rồi với rê thứ và trưởng các bạn sẽ đàn như thế này, cũng như vậy, bum tằng tăng tắng chát, bum chát bum chát ha. Nhưng mà bum của mỗi hợp âm nó sẽ khác nhau, chứ chữ bum sẽ khác nhau.
tăng tăng khác nhau, cái dây bass nó sẽ khác nhau ha. Rồi với rê thứ và pha trưởng thì bum là các bạn đàn dây 4 ha, vừa vô đàn dây 4. Bum tăng 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 là các bạn đàn 3-2-1 luôn ha, tức là xuống dây liền kề nó luôn. Thì đây là vừa 4 xong thì xuống 3, xuống 2, xuống 1 rồi ha. Rồi 4-3-2-1, chỗ này thì không cần phải bỏ dây. Như trên thế la thứ thì bạn có thể bỏ dây, nhưng mà ở đây thì không thể bỏ dây tại nó liền luôn rồi ha. 4-3-2-1 nó cứ đàn dây bass xong 4 nè, rồi đàn 3 dây liền kề của nó luôn, 3-2-1 đó là nó ra tăng 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 ha. Rồi chát, rồi bum là đàn dây 3, chát bum bum là đàn dây 5, chát hết, quay lại từ đầu, bum đàn dây 4, rồi tăng 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 là 3-2-1, chát bum là đàn số 3, chát bum là đàn dây số 5, rồi chát, rồi hết, quay lại từ đầu, bum đàn số 4. Rồi thì tức là bum tăng tăng tăng, chát bum chát bum chát, quay lại bum tăng tăng tăng, chát bum chát bum chát, quay lại bum tăng tăng tăng, chát bum chát bum chát ha. Hoặc là đọc số dây thì 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát, quay lại 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát, quay lại 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát, 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát, 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát. Rồi cứ thấy các bạn đàn hoài cứ bum tăng 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 chát bum chát bum chát, quay lại bum tăng 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 chát, cứ thấy các bạn đàn hoài ha, tập hoài là nó sẽ ra. Rồi với pha trưởng thì rê thứ pha trưởng đàn y như nhau, bấm khác nhau thôi chứ cách đàn y chang vậy ha. Rồi thì các bạn cũng đàn ở lý trước mình nói các bạn muốn bấm pha mở như thế này hoặc là bấm pha chặn như thế này thì các bạn bấm ha. Rồi thì các bạn cũng đàn bum tăng 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 chát bum chát bum chát, bum là đàn dây 4 với pha trưởng 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát, quay lại 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát, quay lại 4-3-2-1 chát 3 chát 5 chát ha. Rồi vì thế làm hoài, tức là rê thứ và pha trưởng đàn y chang nhau nha các bạn. Rồi bây giờ tới hai âm nữa là mi bảy và son trưởng. Mi bảy hoặc các bạn sử dụng mi trưởng cũng được, như mình nói lúc trước ha, các bạn muốn sử dụng mi trưởng cũng được, hoặc là mi bảy vậy cũng được, hoặc là mi bảy vậy cũng được. Rồi các bạn muốn sử dụng nào cũng được, thì nói chung là âm mi bảy mi trưởng các bạn muốn sử dụng nào cũng được. Và son trưởng thì các bạn sử dụng bass là dây sáu ha, cái bum đầu tiên bum tăng 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 chát bum chát bum chát, quay lại từ đầu thì cái bum đầu tiên là dây sáu. Rồi các bạn sẽ đàn thế này, bum là đàn dây sáu, nếu các bạn bấm mi trưởng đi ha. Đó. Rồi tăng 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 thì kéo xuống luôn, đúng ra các bạn nhảy xuống dây 3-2-1 ra tăng tăng nè đó, nhưng mà các bạn nhảy các bạn sẽ bỏ dây dây 5 và dây 4. Nhiều khi nhưng mà mình nói các bạn mới các bạn bỏ dây nó sẽ không có bỏ được ha, nó sẽ bị dễ lộn lắm, cho nên là không cần phải bỏ dây. Mới thì các bạn cứ tập như thế cho mình là sẽ dễ nhất. 6 xong rồi đàn xuống dây liền kề nó luôn, 5-4-3 vừa đàn dây 6 xong đàn xuống 5-4-3 luôn ha, là ra tăng 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 bum tăng 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 6-5-4-3 nó cứ đàn dây liền kề đó. Si bát của mi và son là dây 6 thì đàn 6 xong rồi kéo xuống luôn 5-4-3 là bum tăng tăng tăng. Nó như mình nói lúc nãy, la thì đàn dây 5, bass là dây 5, thì đàn dây 5 xong kéo xuống luôn 4-3-2 à, cứ kéo dây liền kề xuống 3 dây liền kề của cái dây vừa đàn, cái bass vừa đàn, kéo xuống 3 dây liền kề là sẽ ra tăng 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 ha. Rồi không cần phải nhảy dây, chứ đúng ra thì tất cả các hợp âm các bạn đàn tăng 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 là các bạn phải đàn 3-2-1. Bấm này cũng vậy, cũng đàn tăng 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 là 3-2-1. Bấm này đàn tăng tăng cũng 3-2-1. Bấm la tăng 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 cũng 3-2-1 ha. Nhưng mà cái đó để sau này các bạn tập, trước hết thì đàn như vậy cho nó dễ. Chứ các bạn bỏ dây các bạn sẽ bị khó khăn lắm ha. Rồi. Mi các bạn đàn vậy ha. 6 5 4 3 tức là bum tăng tăng tăng. Rồi tiếp. Chát. Bum. Bum là các bạn đàn dây dây 4. Rồi. Chát. Bùm đó, chỗ này là một các bạn đàn dây 5, hai các bạn đàn dây 6, cái bùm này các bạn đàn dây 6 cũng được. Rồi chát, rồi quay lại từ đầu, bùm đó. Nhưng mà với chỗ này cái dây 5 các bạn thấy là cái sẽ là nó si, nhưng thường với mi người ta sử dụng bass là dây 6, nhưng nên bây giờ các bạn cứ tập cho mình là bass dây 6 luôn cho các bạn quen, sau này các bạn có thể thay đổi bass là dây 5 chứ không còn là dây 6 để áp dụng cho một số câu hát, một số bài hát. Sử dụng bass là dây 5 nó sẽ hay hơn bass dây 6 à, sau này các bạn biết khi hát tới đó các bạn biết sử dụng bass nào sẽ hay. Còn trước mắt thì tập một dây thôi cho nó đơn giản, nó dễ nhớ nha các bạn.
với la và đô lúc nãy các bạn bắt là dây 5 ha. La và đô thì bắt dây 5, rê và pha thì bắt là dây 4. Bây giờ mi và son thì các bạn cứ sử dụng bát dây 6 cho mình ha. Rồi thì nếu sử dụng bát dây 6 thì cách đàn hơi thay đổi một chút. Bum tăng 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 chát, bum chát, bum chát lúc nãy là vậy, nhưng bây giờ các bạn đàn vừa vô bum đàn dây 6 nè, như bum vậy ha. Rồi tăng 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 là 5 4 3 nè, rồi chát nè. Rồi xong rồi chát bum, bum là các bạn đàn dây 4 cho mình ha. Rồi chát bum. Chát bum là chát 4, rồi chát bum là các bạn đàn dây 5, bùm là dây 5 ha. Rồi chát. Rồi quay lại từ đầu. Bùm ha. Lúc nãy các bạn thấy đàn nhảy bùm chát bùm là các bạn đàn đây. Ví dụ la các bạn đàn 4 6 5, rê các bạn đàn 3 5 4. Còn bây giờ với mi và son thì các bạn đàn 4 5 6 ha. Rồi lại ha, mi thì đàn bùm là đàn dây 6. Rồi tăng 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 là 5 4 3. Rồi chát bùm là 4, chát bùm là 5, chát. Rồi hết, quay lại từ đầu. Rồi tức là 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát. Rồi cứ hết làm hoài nha các bạn. Rồi là sẽ ra bum tầng 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 chát bum chát bum chát ha. Rồi cứ hết các bạn làm hoài. Rồi son trưởng cũng vậy. Thì cũng vừa vô đàn dây 6 là bum bum. Rồi tầng 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 là đàn, rồi kéo xuống dây liền kề luôn. 5 4 3 là sẽ ra tầng tầng ha. Rồi chát bum bum là đàn cũng dây 4. Rồi chát bum bum là đàn dây dây 5. Rồi chát hết, quay lại từ đầu, quay từ đầu đàn dây 6 ha, là bum đó. Bum tăng 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 chát bum ở chát 4 chát 6 xin lỗi các bạn, chát 4 chát 5 chát 6 đó. Thì tức là son với mi này đàn như nhau. Còn phần cái chát của cái son này như mình nói các bạn á, các bạn chát nó sẽ bị vang nè. Thì cách xử lý để cho cái son này không vang á, thì các bạn xem clip trước mình đã nói các bạn rồi ha. Tức là cái son này thì rất là dễ bị vang dây, các bạn chát nó không có giống như la. Đó, cái dây nó ngưng liền, còn có cái son này các bạn chát nhìn cái dây nó vang vậy đó ha. Đó. Đó, cái dây chát chỗ nào vậy cũng vang, tại vì chỗ khoảng giữa này trống rất nhiều. Thì ở clip đó mình nói các bạn khi chát, một là sử dụng ngón trỏ đè vô đây luôn. Đó, để chát cho nó không vang. Hai là khi chát đàn nhẹ thôi. Cũng chát nhưng mà ví dụ quạt qua sơ qua nó thôi. Quạt càng mạnh thì nó càng lớn, nó vang càng lớn, nó khó chịu càng nhiều ha. Cho nên khi gặp cái son này chát là một là quạt nhẹ, hai là đè ngón trỏ vô chát như vậy đó, nó cho nó ngưng vang ha, cho nó đỡ khó chịu nha các bạn. Rồi thì tóm lại là son các bạn đàn cũng như mi ha. 6 tăng 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 tức là 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát. Rồi ví dụ hoặc là chịu vô đây đàn 6 rồi 5 4 3 chát 4 4 chát 5 chát 6 rồi 5 4 3 chát 4 chát 5 chát 6. Rồi cái gì các bạn làm hoài ha. Rồi khi các bạn đàn chậm thì các bạn xử lý cái cách vang nó hơi khó, nhưng mà khi các bạn quen rồi các bạn đàn nhanh lên các bạn xử lý được liền. Sau này các bạn cũng sẽ tập những cái phần đó thì mình nói sau này nha. Rồi trước hết thì với 6 hoặc âm đó đàn như vậy để nó ra cái điệu bolero căn bản trước đi đã ha. Mới các bạn thì tập như 3 ô đầu, hoặc âm nào các bạn cũng bấm 3 ô đầu, nhưng mà sau này khi quen rồi thì các bạn có thể bấm vào trong này. Ví dụ âm son trưởng mình nói lúc nãy, son trưởng các bạn đàn cái này nó vang nhiều quá thì các bạn không sử dụng, khi điểm hát các bạn đừng bấm son trưởng chỗ này, các bạn bấm chỗ này ha. Bằng chát nó không bị vang, tại ở đây là mình chặn hết mấy dây nó rồi, mình xử lý được nó, khi mình chặn nó xử lý nó. Còn bấm đây chặn ít dây quá, những dây không bấm thì sẽ không xử lý được, cho nên nó vang ha. Rồi thì sau này các bạn đàn thường thì các bạn sẽ có cách để xử lý cho âm son này không vang ha. Một là bấm đây cũng được nhưng nó vẫn không vang,
Thì như mình nói lúc nãy ở cái clip trước hoặc là cái clip trước mình nói ha, cách xử lý. Hai là các bạn bấm chỗ này thì nó sẽ không không quan, các bạn sẽ tự biết cách xử lý ha. Rồi trước hết cái tập dễ cho mình, nhưng mà phần son này thì cũng phải mấy bài sau nữa các bạn mới sử dụng tới âm son này. Những bài đầu mình chia sẻ các bạn vào bài hát thì có thể là chỉ ba hợp âm thôi, la, re và mi thôi. Ba hợp âm này các bạn đàn xuyên suốt hết bài hát, khỏi sử dụng đô, pha và son. Rồi để các bạn quen quen đi đã, đàn được bô-rô rồi, áp dụng được bài hát rồi, với ba hợp âm đó rồi cho quen. Rồi sau đó mình chia sẻ tiếp thêm đô nữa, rồi thêm pha nữa, rồi bắt đầu thêm son nữa, ví dụ vậy ha. Rồi tổng cộng sẽ hết 6 âm các bạn đàn cho một bài hát. Rồi khi gặp qua bài trưởng thì thêm hợp âm nữa, ví dụ vậy đó. Thì tới đó mình sẽ nói các bạn ha, trước hết các bạn tập bô-rô này cho mình. Rồi cách đàn đo bô-rô là như vậy. Với cái bích bây giờ thì sẽ là đàn móc dây cho những bạn nào chưa quen cầm cái bích này, chỉ là móc tay dây quen ha. Rồi thì mình nói các bạn, nhắc lại các bạn lần nữa ha, làm sao để các bạn tập vừa móc tay vừa bích luôn nha. Rảnh là các bạn phải tập song song hai cái luôn nha các bạn, để sau này các bạn áp dụng, không phải móc tay mà các bạn áp dụng được hết đâu. Và bích cũng vậy, đàn bích đừng gặp một số trường vỡ bài hát nên móc tay nó mới hay, một số bài hát bích nó mới hay dạng vậy nha. Rồi thì cứ tập hai cái hết nha các bạn, cái nào thấy các bạn thấy dễ thì bạn cứ tập trước, rồi cái kia tập sau, và nói chung cái nào cũng phải tập nha, nhưng mà dễ tập trước. Và bây giờ thì cho những bạn mà quen móc tay ha. Rồi thì kiểu đàn bô rô cho những bạn quen móc tay. Với kiểu này thì bằng móc tay không, thì bên kênh Điêu Chương của mình đã chia sẻ các bạn 6 kiểu đàn rồi ha. 6 kiểu đàn bô rô bằng móc tay, nói chung nhiều kiểu lắm chứ không phải 6 kiểu, nhưng mà mình chia sẻ 6 kiểu thông dụng người ta thường đàn á để các bạn tập thôi ha. Rồi chứ thực ra mình nói thường, mình nói bô rô nó đa dạng phong phú lắm, rất là nhiều kiểu đàn nha các bạn. Nhưng bên đó thì mình chia sẻ các bạn 6 kiểu để những bạn tập thôi. Còn những bạn nào chưa xem kênh đó của mình thì bây giờ mình chia sẻ ở đây luôn ha, để các bạn tập. Với những bạn đã quen móc tay thì cái cách đàn cũng y vậy ha, nhưng khác là cái cách bắt móc tay mình chia sẻ. Cái câu nó cũng vậy, bùm tăng 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 chát, bùm chát ha. Rồi mình móc tay thì mình sẽ đàn như thế nào để ra cái câu đó. Rồi đầu tiên thì các bạn cũng bấm la thứ cho mình ha. Rồi bùm thì các bạn dùng ngón cái đàn ha. Ở những clip trước mình nói các bạn rồi, ngón nào phụ trách dây nào thì mình không nhắc lại nha. Ngón nào phụ trách đàn dây nào thì clip trước mình đã nói các bạn luôn rồi nha. Rồi bùm là đàn dây năm, nếu bấm la thứ ha, tăng tăng tăng. Rồi các bạn móc 3 2 1, móc dây 3 dây 2 dây 1 ha. Rồi ngón nào móc dây nào thì các bạn xem clip trước mình nói rồi ha. Rồi chát chát thì ở clip trước cũng nói luôn rồi, là ba ngón giật 3 giây lượt ha sẽ ra cái chát. Rồi và đồng thời nhịp tay để dây đừng vang ha. Ở clip trước mình cũng nói kỹ phần này cho các bạn rồi đó. Rồi bum là đàn dây 4. Rồi chát, rồi móc được 3 giây, dùng ba ngón tay móc 3 giây ha. Bum là đàn dây 6. Rồi chát là hết hết, quay lại từ đầu. Bùm tăng 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 chát, bùm chát, bùm chát, bùm tăng 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 chát, bùm chát, bùm chát, bùm tăng 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 chát, bùm chát, bùm chát. Rồi cứ thế làm hoài ha. Nếu đọc số dây thì 1 4, một rồi xin lỗi các bạn, đọc số dây chứ không phải số phát, số dây thì đọc là 5. Rồi 3 2 1 chát nè. Lúc nãy mà mình các bạn đang bích á, thì 5 xong các bạn đang 4 3 2, còn như những bạn bây giờ những bạn đang móc tay á thì 5 xong là các bạn móc 3 2 1 nha. Khi đàn điệu bô rô mà theo thế móc tay thì ba cái ngón này, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, lúc nào các bạn cũng giữ vị trí là ba dây này, áp út dây 1, giữa dây 2, trỏ dây 3 ha. Thì nên là tăng 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 thì các bạn đang giữ đây thì các bạn cứ móc luôn 3 2 1 ha. Đó, 5 3 2 1 đó. Rồi thì với móc tay thì các bạn không cần phải bỏ dây, tại vì nó vô cái thế tay như thế này rồi, dây 4 các bạn không cần đàn dây 4. Còn với cái bích mình nói nãy thì các bạn phải cầm dây, phải nhảy dây nó khó, các bạn nhảy xuống dây 3 dây 2 1 nó khó, cho nên lúc nãy cái bích mình chia sẻ các bạn đàn là tăng tăng tăng, các bạn đàn luôn 4 3 2 khỏi cần nhảy dây 3 2 1. Còn như thế móc tay này thì ba cái ngón này nó đã nằm ở cái thế 3 dây này, dây 1 dây 2 dây 3 rồi. Cho nên tăng 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 thì các bạn cứ móc 3 2 1 ha. Bùm là 5 nè, tăng 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 3 2 1. Rồi chát giật lực 3 giây, bùm là đàn dây 3. Rồi đàn dây 4, chát là móc 3 giây, bùm là đàn dây 6. Rồi chát, hết, quay lại từ đầu. Tức là 5, 3, 2, 1, chát, 4, chát, 6, chát, 5, 3, 2, 1, chát, 4, chát, 6, chát, 5, 3, 2, 1, chát, 4, chát, 6, chát, 5. Rồi cứ thế các bạn làm hoài, các bạn tập hoài thì các bạn đàn nó sẽ ra bolero ha. Đó, các bạn sẽ đàn thế này ha.
hoặc là chậm hơn chút cũng được. Cứ như vậy các bạn làm hoài ha. Nè các bạn nghe lại ha, là các bạn cứ tập đàn đại như vậy là được. Đó, cứ như thế các bạn làm hoài ha. Rồi để mình phân phách. Thì phách nó cũng giống như cái phần đàn bích lúc nãy ha. Điều vô bum nè. Phách 1, tăng tăng tăng, móc 3 giây là ngay phách 2. Rồi chát, bum là phách 3. Chát, bum là phách 4. Chát hết nhịp. Rồi thì các bạn, nếu các bạn đọc phách mà các bạn đang móc tay, các bạn sẽ đọc thế này: bùm tăng 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 chắc, bùm chắc, bùm chắc. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, bùm tăng 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 chắc, bùm chắc, bùm chắc. 1 2 3 4, cứ như thế đằng ngoài ha. Rồi cứ hết nhịp này tới nhịp khác, cứ nối tiếp như vậy hoài các bạn thôi. Thì cách bóc tay là các bạn móc như vậy, nó sẽ ra cái điệu bororo ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn cách chuyển hợp âm. Ồ chưa ha. Với rê thật chưa, mới có la thứ. Về phần bóc tay mới la thứ. Rồi tiếp là đô trưởng, thì cũng giống như phần bích nãy ha. Bắt cặp la thứ và đô trưởng sử dụng chung dây bass. Thì hai này trước ha. Rồi đô trưởng thì giống như la thứ nha các bạn. Bum thì cũng đàn dây 5 cái. Tăng 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 là cũng móc 3 2 1. Rồi chát thì cũng giật lượt 3 giây, dây 1, dây 2, dây 3. Rồi bum là đàn dây 4. Rồi chát cũng giật 3 giây. Rồi bum là đàn dây 6. Rồi chát hết, quay lại từ đầu ha. Rồi đô trưởng thì các bạn đàn cũng giống như la thứ: 5, 3, 2, 1, chát 4, chát 6, chát 5, 3, 2, 1, chát 4, chát 6, chát 5, 3, 2, 1, chát 4, chát 6, chát 5, 3, 2, 1, chát 4, chát sao chắc. Cái thế các bạn làm hoài ha. Rồi thì la thứ và đô trưởng đàn như nhau. Rồi bây giờ thì đối với rê thứ và pha trưởng thì đàn giống nhau, thì các bạn bấm rê thứ trước đi ha. Rồi các bạn đàn bum là đàn dây 4, thì cũng lấy ngón cái đàn ha. Thì ở lý trước mình nói các bạn ngón nào phụ trách dây nào rồi ha, thì dây 4 là ngón cái phụ trách, thì lấy ngón cái đàn 4 3 2 1 là móc, dây 3, dây 2, dây 1 là tăng tăng á, 3 2 1 là tăng tăng. Rồi chắc cũng giật 3 giây, bum là các bạn móc dây 3, lấy ngón trỏ móc ha. Đó, thì ngón trỏ phụ trách dây 3 thì lấy ngón trỏ móc. Chát bum á là chát nè, bum lấy ngón trỏ móc. Chát bum, bum là dây 5 thì lấy ngón cái đàn. Rồi chát hết, quay lại từ đầu. Rồi là đàn dây 4. 4 3 2 1 chát 3 chát 5 chát, quay lại từ đầu. 4 3 2 1 chát 3 chát 5 chát, quay lại từ đầu. 4 3 2 1 thấy các bạn móc hoài ha. Rồi bây giờ tới pha trưởng thì đàn cũng y như rê thứ vậy ha. 4 3 2 1 chát 3 chát 5 chát, 4 3 2 1 chát 3 chát 5 chát. Bốn. Rồi nói chung là rê thứ pha trưởng đàn y chang nhau nha các bạn. Rồi bây giờ còn cặp nữa là mi bãi và hoặc mi trưởng ha, và son trưởng, mà sử dụng mi trưởng cũng được. Rồi bum là đàn dây 5, ở đàn dây 6 bum ha, bùm cũng được, các bạn muốn đọc bùm đọc bùm cũng được ha. Rồi tăng 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 là các bạn cũng móc 3 2 1, thì với thế móc tay này thì hợp âm nào cũng vậy, cứ tăng 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 là các bạn móc 3 2 1 ha, cho 6 hợp âm. Son cũng vậy, mi cũng vậy, la cũng vậy, rê cũng vậy, pha cũng vậy, và đô cũng vậy. 6 âm này cứ tăng 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 là các bạn móc 3 2 1 cho mình nha. Đó, rồi còn bùm thì tùy theo cặp, cặp nào đàn bát nào. Rê thứ pha trưởng thì đàn bát dây 4, đó cái chữ bùm á. Rồi la thứ và đô trưởng đàn bát dây 5 là ngay chữ bùm đầu tiên. Rồi mi bãi và son trưởng thì đàn bát dây 6 ha, ngay chữ bùm đầu tiên đó. Rồi rồi bây giờ với mi trưởng cũng được, các bạn bấm mi trưởng cho dễ. Như mình nói các bạn mới, các bạn bấm mi bãi như vậy khó lắm, còn bấm mi bãi như vậy thì nó dở lắm ha. Rồi bấm mi bãi như vậy thì hơi khó, cho nên các bạn sử dụng mi trưởng đi cho nó dễ nha. Sau này các bạn muốn sử dụng mi bãi sử dụng. Rồi bùm đàn dây 6 cái, tăng 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 là móc 3 2 1. Rồi chát, rồi bùm là đàn dây 4. Chát bùm là đàn dây 5. Rồi chát, chát cũng móc được 3 giây vậy ha. Rồi hết, quay lại từ đầu. 6 3 2 1 chát 4 chát 5 chát, 6 3 2 1 chát 4 chát 5 chát, 5 chát 6 3 2 1 chát 4 chát
5 Jack quay lại từ đầu 6 và 21 Jack 4 Jack 5 Jack quay lại từ đầu 6 và 21 Jack 4 Jack 5 Jack. Rồi cứ thấy các bạn làm hoài ha. Rồi các bạn sẽ đàn nó ra như thế này nè. Cứ vậy đó ha. Rồi son trưởng thì cũng vậy. Quên sử dụng cái dây này, có thể dùng bass dây 6 nha. Mình nói các bạn mới nên sử dụng dây 6 luôn cho dễ. Với mi và son các bạn cứ sử dụng dây 6 nha. 6 và 21 Jack 4 Jack 5 Jack 6 và 21. Rồi các bạn cứ như thế các bạn đàn hoài ha. Rồi son trưởng cũng vậy. Son trưởng nó đàn giống như mi trưởng ha. 6 và 21 Jack 4 Jack 5 Jack 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 6 ha. Rồi cứ như vậy các bạn đồng hoài 6 xong thì cứ và 21 rồi Jack 4 Jack 5 Jack rồi cứ 6 và 21 cứ thế các bạn đồng hoài nha. Thì cách đàn móc tay thì cũng như đàn bích thì cách đàn nó y chang vậy nha các bạn. Khác là cái móc tay thì mình cũng chia sẻ móc tay và cái canh phách để các bạn móc. Thì dây nào, còn cái vấn đề móc tay này mình đã chia sẻ các bạn ở clip trước rồi ha. Ngón nào phụ trách dây nào, móc ra sao thì các bạn cứ móc nha. Rồi, đó là hai cách các bạn đàn, một là bích hay là móc tay với cái điệu bolero căn bản. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách chuyển hợp âm ha. Thì quanh quẩn sáu âm này các bạn chuyển cho mình. Thì đầu tiên thì cũng bắt cặp để các bạn chuyển. Trước hết các bạn bắt cặp la và đô tại hai này cùng dây bass. La thứ và đô trưởng cùng dây bass thì các bạn sẽ dễ chuyển. Trước hết bắt từng cặp chuyển ha. Rồi, cách chuyển thì nó sử dụng bích ha. Chút xíu móc tay cũng vậy thôi, cái nào cũng vậy, chuyển như nhau thôi ha. Rồi, đàn cái này chỗ lớn các bạn dễ nghe. Tức là đàn hết một nhịp nó chuyển, chuyển xong đàn lại từ đầu thôi. Thì nãy ví dụ bấm la thứ bum tăng 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 chát bum chát bum chát chuyển. Ví dụ chuyển qua đô, đó, hai bắt cặp la với đô thôi, la thứ và đô trưởng thôi ha. Chát xong, bấm đô trưởng, rồi, đàn lại từ đầu, bùm, thì đô đàn bắt của đô là dây năm ha. Thì hai này như nhau thôi, 5, 3, 2, 1, on, 5, 4, 3, 2, chát, 4, chát, 6, chát, chuyển qua la thì đàn lại từ đầu, 5, 3, 2, 4, 3, 2, chát, 4, chát, 6, chát, chuyển qua đô đàn lại từ đầu 5 4 3 2 chắc 4 chắc 6 chắc chuyển qua la đàn lại từ đầu 5 3 2 1 chắc 4 chắc 6 chắc chuyển qua đô đàn lại từ đầu, tức là đàn bum tăng 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 chắc bum chắc bum chắc chuyển qua la đàn lại từ đầu bum tăng 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 chắc bum chắc bum chắc, cứ như thế làm hoài ha. Rồi tức là các bạn chuyển là chuyển hết nhịp, chuyển cái nhịp của nó là bum tăng 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 chát bum chát bum chát, rồi chuyển xong đàn lại từ đầu, đơn giản thôi, cứ đàn hết nhịp vậy bum tăng 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 chát bum chát bum chát, rồi mình chuyển hợp âm, chuyển xong mình đàn lại từ đầu bum tăng 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 chát bum chát bum chát ha. Rồi thì đô các bạn cứ tập đô với la, các bạn chuyển qua chuyển lại hai này thôi ha, đô la thứ và đô trưởng đó. Cứ chuyển từ la qua đô, từ đô qua la, từ la qua đô, cứ vậy làm hoài ha. Với hai cái đó cùng bass các bạn sẽ dễ, cứ vậy làm thôi ha. Chỉ có cái là các bạn chuyển qua chuyển lại thôi, chuyển để sau này khi áp dụng điểm cho người ta hát thì mình phải chuyển hợp âm liên tục, chứ mình không có bấm một hợp âm mà mình đàn xuyên suốt hết bài hát được nha các bạn. Ta hát tới đâu mình phải chuyển tới đó, ta hát tới rê mình chuyển qua rê, ta hát tới đô mình chuyển qua đô, ta hát tới son mình chuyển qua son ha. Rồi cái phần đó thì mình sẽ nói các bạn sau, khi nào biết để nhận biết người ta hát tới câu đó nó sẽ là hợp âm nào. Cái phần đó thì những bài sau mình chia sẻ các bạn nha. Trước hết thì tập đàn được cái kiểu bolero này đi đã, sau đó tập chuyển sáu âm này cho nhanh nhẹn đi đã ha. Rồi mình sẽ từ từ, nói chung lần lượt mình sẽ chia sẻ các bạn tất cả thôi ha. Rồi bây giờ tập hai âm nữa là rê và rê thứ và pha trưởng ha. Hai này cùng dây bass các bạn sẽ dễ tập để các bạn chuyển ha. Thì cũng bum tăng 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 chát bum chát bum chát chuyển xong đàn lại từ đầu. Rồi ví dụ bấm rê đàn 4 thì lúc nãy cái phần rê thứ và pha trưởng này thế nào lúc nãy mình nói các bạn rồi ha.
thì bạn đàn 4 và 2 1 jack 3 jack 5 jack chuyển qua pha, chuyển xong đàn lại từ đầu thôi. 4 và 2 1 jack 3 jack 5 jack chuyển, chuyển xong đàn lại từ đầu. 4 và 2 1 jack 3 jack 5 jack chuyển, chuyển xong đàn lại từ đầu. Ví dụ như đọc cái câu lúc nãy tăng 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 jack bum jack bum jack chuyển, chuyển xong đàn lại từ đầu. Bum tăng 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 jack bum jack bum jack bum tăng 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 jack bum jack bum jack. 4 và 2 1 jack 3 jack 5 jack 4 và 2 1 jack 3 jack 5 jack 4 và 2 1 jack 3 jack 5 jack. Rồi cứ hết đàn hoài ha, hết nhịp này tới nhịp khác cứ đàn hoài vậy đi, và cái chuyển từ la từ rê qua pha, từ pha qua rê. Rồi xong cái cặp đó tới với cái cặp là mi trưởng và son trưởng ha. Rồi thì cũng y vậy thôi ha, hai này như nhau, cách đàn thì y chang vậy. Rồi các bạn chuyển thì cũng vậy thôi, cứ bùm tăng 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 chát bùm chát bùm chát chuyển, chuyển xong đàn lại từ đầu ha. Rồi ví dụ chuyển từ mi qua son, mi là đầu vô 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát chuyển, chuyển qua son. Rồi đàn lại từ đầu 6 5 4 3 chát 4 chát 5 jack. Rồi chuyển, chuyển cho mi đàn lại từ đầu 6 5 4 3 jack 4 jack 5 jack. Đó vậy ha. Còn nếu các bạn đọc cái câu kia thì là cứ đọc, đọc muốn đọc số dây đọc, đọc bum tằng tắng thì đọc ha. Đọc cái nào cũng được hết. Nếu đọc bum thì các bạn, khi các bạn đã quen bum đàn dây nào, tằng tắng đàn dây nào rồi thì các bạn cứ đọc, khỏi đọc số dây nó khó nhớ, các bạn đọc bum tằng tắng tắng jack bum jack bum jack bum tằng tắng tắng jack bum jack bum jack. Các bạn đọc vậy nó sẽ dễ nhớ hơn là đọc số dây. Đó, sau khi các bạn đã biết được tần tấn đàn dây nào, đàn sao, từng hợp âm rồi thì các bạn cứ đọc theo câu đó ha. Bùm tần tần tấn chát bùm chát bùm chát tần tần tấn chát bùm chát bùm chát bùm tần tần tấn chát bùm chát bùm chát ha. Rồi vì với mi và son thì các bạn cứ đàn vậy ha, và chuyển thì hợp âm nào cũng như hợp âm nấy. Rồi sau khi bạn tập từng cặp như vậy thì các bạn tập chuyển sáp âm, không cần theo cặp nào cả. Từ la nãy các bạn có cặp với đô, bây giờ không có cặp với đô. Từ la các bạn có thể chuyển qua rê, từ rê các bạn chuyển lên mi, mi các bạn chuyển qua pha, pha chuyển qua đô, đô chuyển qua son. Đó thì như cái clip trước mình đã nói các bạn rồi, cách các bạn lúc đó các bạn chưa tập điệu, nhưng mà mình cũng chia sẻ các bạn cái kiểu này, này cái kiểu chuyển hợp âm á, để cho lúc đó thì các bạn chỉ có quạt quạt về các bạn chuyển thôi ha, để cho cái tay các bạn nhanh á. Tại khi điểm hát thì mình phải chuyển cái tay rất là nhanh, người ta hát liên tục, người ta không ngưng, người ta không có chờ mình phải kiếm hợp âm mà mình bấm đâu ha. Cho nên là mình phải làm sao mà nằm lòng những hợp âm, sáu hợp âm ở bao ra này, và chuyển thật là nhanh. Khi người ta hát tới câu đó là mình bấm qua về liền, ta hát tới câu kia hợp âm này mình bấm qua về liền đó, ta hát tới mình bấm về liền, chuyển liên tục vậy đó ha. Nó cái chuyển liên tục nha, đó cứ nhả nhả liên tục. Cho nên là mới các bạn phải tập chuyển cái tay trái này cho quen sáu hợp âm đó cho nhanh cho mình nha. Tại khi người ta hát người ta không có chờ mình đâu, ví dụ chuyển qua vậy. Nói ví dụ khi người ta hát là mình cứ chuyển liên tục vậy ha. Chút xíu mình sẽ hát thử một vài câu gì đó cho các bạn tham khảo ha. Rồi tức là các bạn cứ tập chuyển như vậy cho mình ha. Bum tầm tăng tăng chát bum chát bum chát chuyển. Rồi chuyển. Rồi bây giờ chuyển là sáu âm này, các bạn muốn chuyển hợp âm nào chuyển ha, miễn quanh quẩn sáu âm này thôi. Rồi ví dụ từ la, các bạn cứ đàn thì từng hợp âm bass là dây nào, tằng tăng tắng đàn dây nào thì lúc nãy mình chia sẻ các bạn rồi ha. Và bây giờ các bạn áp dụng để chuyển thì các bạn nhớ khi bắt âm đó là các bạn bum thì các bạn đàn dây nào, tằng tăng tắng là các bạn phải đàn đúng dây của hợp âm đó nha. Rồi ví dụ từ la nè, bum tằng tăng tắng jack bum jack bum jack chuyển qua rê thì đàn dây 4 ha, 4 và 2 1 jack 3 jack 5 jack. Rồi ví dụ chuyển qua son thì đàn dây 6 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát. Rồi ví dụ chuyển qua mi, mi thì đàn dây 6 luôn, 6 5 4 3 chát 4 chát 5 chát. Ví dụ chuyển qua pha thì đàn dây 4 4 mà của pha thì đàn dây 4, xong rồi 3 2 1 vậy đó ha. 4 3 2 1 chát 3 chát 5 chát. Ví dụ chuyển qua đô, đô thì đàn dây 5 5 4 3 2 chát 3 chát, chát 4 chát 6 chát
Ví dụ chuyển qua mi thì đàn vậy, 6 6 5 4 3 chắc 4 chắc 5 chắc. Ví dụ chuyển qua la thì đàn 5 3 và 4 3 2 chắc 4 chắc 6 chắc 5 đó ha. Rồi khi các bạn chuyển là như vậy, khi chuyển qua hợp âm nào thì các bạn nên nhớ lúc nãy mình chia sẻ các bạn rồi, hợp âm đó tàng tăng tắng là đàn dây nào thì các bạn phải đàn y vậy, và bát đàn dây nào là các bạn của hợp âm đó thì các bạn phải đàn dây đó ha. Rồi lại các bạn, ví dụ các bạn chuyển nè, bum tăng 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 chắc, bum chắc bum chắc, bum tăng 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 chắc, bum chắc bum chắc, bum tăng 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 chắc, bum chắc bum chắc, bum tăng tăng tăng. Đó ha, các bạn cứ tập. Rồi bây giờ chuyển qua pha sáu âm này, các bạn muốn chuyển đâu chuyển ha. Đô sáu âm đó các bạn chuyển nhảy tùm lum hết, miễn quanh quẩn sáu âm đó thôi, từ la qua son cũng được, từ son nhảy qua đô cũng được, từ đô nhảy lại la cũng được, rồi nhảy qua rê, rê nhảy lại la, rồi nhảy qua pha, nhảy qua mi, nói chung cứ quanh quẩn sáu âm đó các bạn nhảy, cứ bấm đại trong đầu các bạn nghĩ âm nào cứ chuyển âm đó ha, tại các bạn chưa áp dụng vào bài hát, trong đầu cứ nghĩ âm nào cứ chuyển âm đó đi cho nó quen cái tay đi đã, để cho sau này khi áp dụng vào bài hát thì hợp âm nó sẽ nhảy tùm lum như vậy, tùy theo bài, có bài từ la nhảy qua rê đó. Có bài khác thì vừa câu đầu la câu sau nó không nhảy rê mà nó nhảy qua qua đô, ví dụ vậy. Có bài từ có bài khác nữa đầu vô la nhưng mà câu sau nó không nhảy đô mà nó nhảy son nó, cho nên là các bạn cứ tập nhảy tùm lum như vậy để sau này khi áp dụng vào bài hát thì bất kể bài đó âm nào các bạn cũng chuyển được hết ha. Rồi mình ví dụ nè, ví dụ hát bài các bạn câu các bạn tham khảo nè, là các bạn có chuyển dù bài cái bài à, bài này mà bài đi bộ tính lẻ thì bài này thì đa phần bạn nào cũng biết ha, với bữa rô thì bạn rất là thích bài này. Ví dụ nè, rồi đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, từ duyên xưa còn hay mất mãi trường ơi, em tôi còn mong nữa hay ra đi từ đâu nào. Nó mới thì các bạn cứ đàn như vậy và chuyển như vậy, khi người ta hát là các bạn chuyển theo như vậy đó ha. Rồi sau này thì các bạn sẽ biến tấu thêm và mình cũng sẽ chia sẻ các bạn thêm là lót câu vào và một số kiểu đàn bolero khác nữa, rồi chạy bass vào, cách phiêu, cách chuyển đoạn, cách quạt điệp khúc, nói chung rất là nhiều bolero nhiều lắm. Nhưng mới thì các bạn tập kiểu căn bản này trước cho mình nha, sau này các bạn như mình nói muốn phiêu muốn biến tấu gì thì cũng phải dựa vào cái bolero căn bản mà các bạn mới vừa tập này, dựa vào đây thì các bạn mới phiêu ra được, biến tấu là được, và thêm này thêm nọ, thêm bát thêm lót câu thêm câu lít thêm tùm lum hết ha, nhưng mà cũng phải dựa vào cái này. Rồi thì các bạn ráng tập cái này cho nó thần thục, cứ khoan, các bạn không, tại vì các bạn mới thì ví dụ nghe ta đàn bố rô hay quá hay này kia ha, muốn đàn vậy thì từ từ ha, trước hết các bạn tập căn bản này cho nó nhuyễn cho nó thành thạo đi đã, sau này các bạn muốn hay gì nữa thì các bạn tập nó dễ lắm, muốn đập y người ta cũng được, mà các bạn tự biến tiếng tấu, bạn tự sáng chế là những cái rất là hay ha. Rồi cũng là các bạn trước hết thì cứ tập cái này cho mình nha. Rồi nếu các bạn móc thì các bạn chuyển nó cũng vậy ha, thì như mình nói lúc nãy cách chuyển đó là cứ ngay cái chat là các bạn chuyển ha. Ví dụ nè, cũng hát bài đó đi ha. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mắc mãi trường ơi, em tôi còn không nữa hay ra đi từ tới hết thì cứ dậy khoan lót câu khoan bát thì hết, cứ tập được đàn được bơi rô. Rồi clip tới thì mình tiếp tới nữa thì mình sẽ chia sẻ các bạn vào những cái bài để các bạn áp dụng ha. Clip này thì tới đây nó cũng rất là dài rồi, thì clip này mình chỉ làm sao để các bạn tập được cái điệu này thôi, còn clip tới thì mình sẽ đưa một vài bài ví dụ vào để các bạn áp dụng đàn cái điệu bơi rô mà các bạn đã được tập ở clip hôm nay, và các bạn áp dụng thử vào cái bài đơn giản. Và mình nói thì chỉ bài học âm trước hết, thì bài học âm từ từ thì thêm những âm khác nữa sau ha. Rồi thì clip hôm nay là cách đàn biểu bolero, rồi các bạn cố gắng đàn làm sao đàn cho nó cái điệu này cho nó thuần thục ha, là các bạn sẽ đàn ra như thế này là được nha. Sau khi nãy giờ các bạn tập bùm đàn chỗ nào, tắng tắng đàn chỗ nào, chát ra sao thì các bạn, và các bạn đã được xem những clip trước của mình thì các bạn hôm nay đã đàn được điệu bolero thì các bạn sẽ đàn ra như thế này.
cứ đàn nhảy khoan lót câu, khoan đi bắt, không khoan gì hết ha. Còn nếu móc tay thì các bạn sẽ đàn ra như thế này. Sau khi các bạn tập một là bích hai móc tay, cái biểu bố căn bản này các bạn sẽ đàn y như vậy ha. Rồi cứ như thế các bạn đàn hoài cho mình, đàn cứ mỗi ngày rảnh thì cứ đàn, khi nào mà đàn thành thạo và chuyển hợp âm nó nhanh nhẹn từ đây chuyển qua đây rồi á, nó ví dụ chuyển bất kỳ hợp âm nào đó cho thành thạo đi đã, nó chuyển cho nó lẹ đi đã ha. Tập đàn cho được cái điệu và tập chuyển cho nó lẹ tay đi đã, rồi mình sẽ chia sẻ tiếp các bạn nha. Ví dụ đàn bích thì cũng vậy, nó cứ chuyển ha, nó muốn chuyển âm nào thì chuyển cho nó lẹ, nó thành thạo đi, nó quen, nó nhanh đi đã ha. Rồi trước hết các bạn cứ chậm chậm ha, sau này thì các bạn có thể là đàn nhanh hơn xíu hay này kia nọ ha. Rồi bạn nào muốn mà tham khảo thêm nữa nhiều, nó mà các bạn qua kênh điêu chương của mình, nó rất là phong phú, nó nhiều thể loại lắm. Mình và bố rô này mình chia sẻ rất nhiều câu chạy bass, câu lick gì đó, lót câu, nói chung nhiều lắm, và những áp dụng vào những bài hát nó solo, rồi cách đàn của điệu bố rô này, nhưng mà rất là nhiều kiểu đàn khác nhau mình cũng chia sẻ bên kênh điêu chương rồi. Và những cái điệu khác như lambada mình cũng chia sẻ, cello, ballad, rồi cha cha, rồi tango, phốc, rồi twist, rồi remix. Nói chung bên kênh điêu chương thì đa dạng phong phú lắm ha. Thì bạn nào cần tham khảo thêm nữa, cần biết thêm một số, tức là các bạn đã biết những cái này rồi, thì các bạn cứ qua kênh điêu chương, muốn tập cái nào thì các bạn cứ gõ tiêu đề và gõ tên điêu chương là sẽ ra. Còn ở dưới kênh này thì mình nói là mình đa phần là mình dành cho những bạn chưa biết gì về guitar, và theo giáo trình này đi xuyên suốt từ bài đầu tiên cho tới sau này luôn thì các bạn mới nắm được. Nếu những bạn nào mà chưa từng tiếp xúc với guitar mà các bạn vào kênh điêu chương thì nó cũng hơi khó với các bạn. Tại kênh đó thì chỉ là các bạn đã đờn được chút chút, hoặc là biết chút chút, hoặc là tối thiểu các bạn cũng đàn được cái bolero căn bản thì các bạn mới áp dụng vào những cái bài mình chia sẻ bên đó được ha. Rồi còn những bạn nào mới chưa biết gì luôn, chưa từng tiếp xúc với đàn luôn thì vào điêu chương thì đôi lúc các bạn cũng sẽ, nhưng mà bên đó thì mình cũng có giáo trình guitar cấp tốc cho các bạn đó. Nếu mà những bạn mà mới chưa biết gì luôn thì vào điêu chương các bạn cũng có thể tập được. Các bạn vào danh sách phát ha. Rồi các bạn vào guitar cấp tốc thì trong đó mình cũng chia sẻ từ bài đầu tiên tới bài 2, những 27 thì từ đó là mình đã ngưng, tại vì bên đó nó nhiều thể loại, nó phong phú, nó đa dạng quá, mà gặp những bạn nào mà đã đàn được rồi thì dễ, còn những bạn nào mà mới chưa đàn được, các bạn kiếm cái bài đầu tiên nó hơi bị khó, cho nên mình đưa vào danh sách phát, mà vẫn còn một số bạn không tìm được danh sách phát cho nên sẽ khó, cho nên mình mới làm cái kênh này. Và theo yêu cầu của rất là nhiều bạn, mình mới làm cái kênh này để cho những bạn mà mới bắt đầu sẽ đi xuyên suốt. Rồi sau khi theo kênh này mà các bạn đàn được rồi, đàn tạm tạm rồi thì các bạn qua kênh điêu chương thì các bạn sẽ tập được nhiều thứ hơn nữa, nó nâng cao hơn nữa ha. Rồi clip này tới đây thôi nha các bạn, rồi clip tới thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn ha. Các bạn cứ ráng tập cho mình ha, tập đàn cho được cái điệu bolero mà mình mới vừa chia sẻ cho các bạn. Đàn được đi đã, đàn được về đi đã, rồi muốn hay ha, muốn lạ lướt, muốn nó nghe nó mùi ha là sao nữa thì từ từ các bạn cũng làm được hết. Các bạn có thể tập thêm, hoặc là mình chia sẻ thêm, hoặc là các bạn tự thêm, tự biến tấu thêm, tự sáng chế thêm, cái đó là vấn đề thời gian mà các bạn đàn là các bạn sẽ làm được. Trong lúc các bạn đàn các bạn sẽ tự có kinh nghiệm và các bạn sẽ tự học được từ chính các bạn cũng rất là nhiều ha. Trong lúc bạn tập các bạn mà tự nhiên các bạn phát hiện ra những cái rất là hay. Đó, thì như mình nói, chơi môn này là cần thời gian, các bạn cứ từ từ ha, không gấp, đừng đặt mục tiêu vào thời gian làm sao để 3 tháng biết đàn, làm sao để tập năm thôi là đã biết đàn thì không được đâu nha các bạn. Các bạn có gấp rút mà cắm đầu mà tập suốt ngày đi nữa thì cũng không vô được nhiều đâu. Cho nên mỗi ngày một ít thôi, cái này nó thấm từ từ như mưa dầm thấm đất như mình thường nói ở những clip trước. Nếu mà đam mê và chịu cực tập thì các bạn sẽ sớm thỏa được đam mê thôi. Còn cái vấn đề thời gian, tới khi nào các bạn biết đàn thì cái vấn đề đó thì tới đó sẽ hay. Các bạn đừng đặt mục tiêu thì các bạn sẽ mệt mỏi lắm ha. Và cứ chạy theo thời gian thì các bạn tập không được bao nhiêu. Cứ thoải mái vô tư đàn mỗi ngày, rảnh hồi nào đàn hồi đó. Khi theo cái giáo trình này các bạn cứ tập từng bài, khi mình chia sẻ cái bài đó thì các bạn cứ tập làm sao cho nhuyễn cái bài đó đi đã. Rồi mới qua bài tiếp theo. Thì qua bài tiếp theo là các bạn đã quá rành với bài trước rồi, và không bao giờ các bạn quên bài trước. Ở bài sau mình nói một cái là các bạn hình dung ra được liền đó. Rồi cho nên các bạn không gấp gáp ha. Rồi vậy nha các bạn. Rồi có chỗ nào các bạn cảm thấy mơ hồ trong quá trình mình chia sẻ đó, các bạn thấy mơ hồ, thấy khó hiểu hay là còn thắc mắc chỗ nào thì các bạn cứ comment hỏi mình nha.
Và quan trọng là nói chung các bạn cứ cố gắng lên là các bạn sẽ thành công. Người ta đang được, các bạn sẽ đạt được. Người ta thấy người ta đang như vậy đó, nhưng thì thời hồi đó người ta cũng bỏ rất là nhiều thời gian người ta tập, thì bây giờ các bạn cũng vậy, muốn đạt được như vậy thì các bạn cũng phải bỏ thời gian và các bạn tập, rồi các bạn cũng sẽ đạt được. Các bạn đừng nói là tại các bạn không có khiếu, các bạn chậm hay là này kia, các bạn không thể đàn giống ta được. Không có, nếu đam mê và chịu cực theo đuổi là các bạn cũng sẽ đạt được. Ví dụ người ta nhanh, người ta tập 3 năm ta đạt được, các bạn chậm thì ví dụ chậm quá 6 năm các bạn cũng đạt được thôi. Dữ lắm thì gấp đôi thời gian người ta các bạn cũng đạt được. Đó, cho nên các bạn đừng đổ thừa là ngón tay mình nó cứng hay là mình chậm, mình tối dạ, mà mình không có khiếu, mình chắc không đạt được. Không phải, bạn nào cũng có thể đạt được hết nếu mà đam mê. Như mình nói, nếu đam mê thì chắc bạn không có rồi. Nhưng mà vấn đề tập luyện, khi tập các bạn nản là các bạn không thỏa đam mê được. Cho nên đam mê và chịu cực tập, đừng bao giờ nản. Bữa nay đau quá, mệt quá, mệt mỏi quá, tập hoài không thấy vô gì hết, đừng có nản, rồi nghỉ đi, ngày mai tập tiếp hoặc ngày mốt tập tiếp, từ từ nó cũng vô hả. Đó, cho nên các bạn đừng có đổ thừa vì lý do này, vì lý do kia mà mình không thể đàn giống người ta được. Người ta đàn được, người ta cũng như mình, cũng tay người ta cũng vậy, mình cũng hai bàn tay thôi, người ta cũng vậy. Có người một bàn tay là vẫn đàn đó các bạn thấy. Đó, cho nên là người ta hai tay người ta đàn được, mình cũng đàn được. Cho nên các bạn đừng tự ti, mà hãy tự tin lên, cố gắng và kiên nhẫn là các bạn sẽ tập được nha. Rồi, công sức các bạn bỏ ra ngày hôm nay thì sau này các bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Đó, các bạn cứ yên tâm, mình nói là chính xác. Bây giờ các bạn thấy như vậy, các bạn nản, các bạn nghĩ là sao? Là không bao giờ các bạn biết đàn. Cho nên đừng nản, cố gắng lên, gắng tập lên, mệt mỏi ngày mai tập, từ từ cũng được thôi ha. Người ta tập được là mình tập được. Và sau này các bạn sẽ thấy câu nói hôm nay của mình là hoàn toàn đúng. Rồi, tức là công sức các bạn bỏ ra ngày hôm nay để tập đàn, sau này các bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Vậy nha các bạn. Rồi, có gì thắc mắc nữa các bạn cứ comment với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.